Các bạn đang nghe câu chuyện Thanh Quỷ Kỳ Sự của tác giả Kinh Cức Chi Ca, bản quyền truyện chữ thuộc Waka, thực hiện trên YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Chúng ta cùng đến tiếp với chương 10, giúp đỡ. Hả? Đám đàn ông con trai trong văn phòng đưa hết cả người. Ung thư thằng nam gì cơ? Em biết. Cậu chàng tóc húi cua, một tay cầm điện thoại, nhanh miệng đáp. Ung thư thằng nam là để chỉ những người như chúng ta đó, thằng đuột như cây sào, không cong, không vẹo, kiên định với tình yêu khác giới tính. Cậu ta vênh mặt hất hàm, tự cảm thấy mình đúng là hiểu biết. Xì, ăn không nói có. Mấy đứa đồng nghiệp trong văn phòng và Nhạc Nguyệt đứng vào một phe, nhìn đám đàn ông con trai có mặt với vẻ vô cùng khinh bỉ. Ung thư thằng nam ấy hả? Tức là mắt thẩm mỹ có vấn đề, tự cho mình là đúng, là cao, thích bình phẩm phán xét người khác, cho rằng tất cả phụ nữ đều nên xoay tròn quanh đàn ông. Con gái có một gia đình có tiền, vậy đó cũng là của bất nghĩa. Phụ nữ có bạn trai hoặc chồng có tiền, vậy cô nàng đó chính là kẻ ham tài. Cô nàng chia tay với mình, nguyên nhân không phải mình ham ăn biếng làm, lôi thôi lếch thếch, không có chí tiến thủ, hoặc do tình cảm không hợp nọ kia, mà là do con gái người ta ngại bần yêu phú. Kết hôn lần hai thì nhất định là người phụ nữ đó không làm đúng phẩm đức trách nhiệm, đi thêm bước nữa chính là không giữ phụ đạo. Con gái nếu trình độ học vấn cao, đó chắc chắn là gái ế mọt sách xấu xí, nhất định có vấn đề. Con gái nếu như tiền lương cao, đó chắc chắn là do giấu giếm gia đình, dùng đủ loại thủ đoạn để leo lên. Đàn bà con gái đi đêm bị hãm hiếp đều là do họ không giữ phẩm giá, ăn mặc hớ hênh. Bị cướp đều là do không tự giữ tiền cho tốt, còn thích bình phẩm về tình hình chính trị, luôn căm ghét người giàu. Có suy nghĩ như thế chính là kẻ mắc bệnh ung thư thằng nam. Cả văn phòng yên tĩnh như chết. Vãi thật. Hồi lâu sau, cậu chàng tóc húi cua mới nuốt nước bọt cái ực, gian nan nói. Cái này do ai tổng kết vậy? Có người như thế thật sao? Nhưng đồng nghiệp nam vẫn đứng im, thật sự không tin trên đời còn có người suy nghĩ như thế. Phụ nữ thì làm sao? Nên biết là trong đội bọn họ, hai đóa bá vương hoa này có thể đập họ bẹp dí luôn đấy. Nói Nhạc Nguyệt trước đi, nếu phải đánh cận chiến, cả đội trừ Cố Bình không ai là đối thủ. Còn về tiền thưởng, không ai có tiền thưởng cao hơn cô nàng. Còn về chị gái Hùng Minh bên cạnh kia, người ta làm nghề pháp y luôn đó, mấy chuyện hy hoáy với xác chết ăn đứt cả đám đứng đây. Mấy cô nàng thế này ai dám xem thường? Trời ạ! Cô Bình cũng tự thấy được mở mang kiến thức. Đời này, trước nay anh chưa bao giờ dám xem thường phụ nữ và trẻ con, nhất là ở nơi biên giới. Còn chẳng có thanh niên trai tráng nào ghê gớm hơn được họ. Chính người nhà anh cũng đều đã từng phân đấu vượt qua đó. Và lại, người ta yêu đương cưới gả ra sao, không phải đều là chuyện riêng của người ta hay sao? Nên người khác có tư cách gì mà bình phẩm phán xét? Nói con gái người ta ngại bần yêu phú, vậy đàn ông khi tìm bạn gái, lại có ai không muốn chọn người xinh đẹp? Người ta kết hôn là muốn tìm một nơi đáng tin cậy để dựa vào, là muốn tìm người quan tâm yêu thương mình, chứ đâu phải đi làm ô xin. Ô xin còn phải trả tiền lương nữa kìa. Cái đám đàn ông con trai không nhà không xe, không chịu cố gắng, càng ngày căm ghét người giàu bắt bẻ phụ nữ, lại muốn tìm một cô nàng đẹp như tiên nữ, biết nấu cơm, làm việc nhà, giỏi kiếm tiền, ngoan ngoãn nghe lời để kết hôn. Chờ người từ trên trời rơi xuống đấy hả? Còn cả những người phụ nữ bị làm nhục làm hại kia, cả phải chuyện này, kẻ đầu tiên cần căm phẫn chỉ trích không phải bọn phạm tội sao? Tự dưng Cố Bình cảm thấy hình như xã hội này đã thành cái gì mà bản thân không nhận ra được nữa. Vừa nghĩ như thế, chả trách Hà Thanh nhắc đến đám mắc bệnh ung thư thằng nam lại tỏ vẻ căm ghét như thế. Để một gã đàn ông như mình nghe còn cảm thấy không thể chấp nhận được cơ mà.
Cô Bình im lặng nghe hết, cảm thấy đã nhìn thấu chân tướng, không hiểu được ngọn nguồn vẻ căm ghét của Hà Thanh. Nghi ngợi một hồi, anh im lặng bước ra cửa. Nhưng đồng nghiệp còn ở lại bây giờ mới kịp tỉnh hồn. Ê, tự dưng lao đại hỏi chuyện này làm gì ấy nhỉ? Chẳng lẽ có người nói anh ấy như thế à? Chắc chắn không phải. Nhà Nguyệt nói chắc nịch. Cũng đúng. Hồng Minh bên cạnh nói theo. Cô Bình quan tâm mọi người lắm mà. Anh tưởng là ai cũng như mấy anh à? Bọn tôi đi thang máy, lao đại còn biết đứng giữa cửa, để bọn tôi vào trước đấy. Bọn tôi ra ngoài làm việc, trước giờ lúc lên xe đều do lao đại chắn cửa giúp cả. Chỉ cần có mặt phụ nữ, người ta chưa hút thuốc bao giờ đâu. Nói chứ năm nay tôi đã 40 tuổi rồi, lao đại lại không theo đuổi tôi. Làm được vậy chắc chắn do có giáo dục tu dưỡng. Trời đất ơi, nếu thế mà còn là ung thư thẳng nam, đám mấy người cứ liệu hồn ế dễ đến già đi. Hùng Minh nhìn mớ tàn thuốc rơi vãi đầy đất, nét mặt hết sức hung dữ. Nhà Nguyệt gật đầu lia lịa hùa theo. Điều kiện của cô không tệ, yêu cầu cũng cao. Nếu không phải do Cố Bình tự có sức hút, làm gì có chuyện cô dễ dàng động tâm như thế. Hà Thành không để Cố Bình tiễn, chỉ một mình nhanh nhẹn rảo bước trên đường, vừa đi vừa suy nghĩ. Rốt cuộc là cái gì chứ? Việc xảy ra trên khắp trời Nam Bể Bắc, không phân khu vực như vậy, đâu có mối liên hệ gì để kéo tất cả những người này vào trong thế giới tinh thần của mình được. Bất kể làm gì, chắc chắn vẫn phải có một vật dẫn chứ. Và lại, nếu cần dựa vào sức mạnh tinh thần dơ bẩn này để tầm bổ, chẳng lẽ là Huyễn Hồ? Không, không đúng. Huyễn Hồ có phép thuật trời sinh, thích hấp thụ sức mạnh từ chuyện hoan ái nam nữ. Điều con người thể hiện ra trong thế giới nội tâm, tuy rằng có thể sinh ra sức mạnh kiểu ấy, nhưng lại không có bao nhiêu. Và lại bây giờ, huyền thuật suy vi, kiểu hồ ly hữu hình như Huyễn Hồ này, đâu còn ai nuôi nổi nữa. Vậy hẳn là vọng tâm rồi. Hà Thành nghĩ lại, cẩn thận so sánh những sức mạnh của vọng tâm từng được phát hiện xưa nay, cuối cùng đã có thể xác định sự việc lần này hẳn là do nó làm. Nhưng đối phó thế nào, việc này vẫn cần suy nghĩ lại. Đổi mấy tuyến xe mới trở về được trung tâm cứu trợ, Đại Hạc vẫn nằm ngủ như chết, bụng phơi ra dưới nắng ấm, trông có vẻ không mấy thoải mái. Đúng là chó ngốc có phúc của chó ngốc. Hà Thanh lắc đầu. Đại Hắc, giúp tao một chuyện xem nào. Vừa nghe thấy giọng cô, Đại Hắc đã lật người ngồi dậy, ánh mắt cảnh giác. Làm gì? Dứt lời, địa bông nhớ ra gì, lại nhanh chóng co chặt chân trước lại, kế đó nhấn giọng thật mạnh. Không được rút máu nữa, tháng này hết lượt rồi. Đầu Hà Thanh chảy mấy vạch đen. Bây giờ cô không có thiếu máu chó nữa đâu nhé. Tự luyện được một đống lớn rồi đây này. Và lại, cô nhìn Đại Hắc. Thằng này rút máu của mày hồi nào? Mày đừng có ngậm máu phun người. Mắt Đại Hắc đào ỏng ọc. Dù sao cô cũng rút rồi. Hà Thanh thật sự không dối nổi cái trận mắt, mở ví tiền móc 100 tệ ra, lắc lư giữa không trung. Đây, thù lao cho 10 phần gà rán, mày có làm không thì bảo. Cây đuôi rất dài của Đại Hắc mất khống chế vây qua vây lại trên mặt đất, cố gắng ép mình bình tĩnh, kẹp chặt mông, dằn giọng hỏi. Chuyện gì? Hà Thanh đưa tiền cho nó. Không phải lúc trước mày nói có một nhà có người rất thối, cực kỳ thối à? Bây giờ tới đó xem thử xem rốt cuộc là nhà nào. Về nghe ngóng bên hoa ban thử xem nhà đó ở trong nhà làm gì. 100 tệ này cứ coi như thanh toán phí đồ ăn mày mời hoa ban. Hết chương 10. Chương 11. Bùa âm lộ. Đại Hạc không giỏi môn toán lắm, nên tóm lại là sau một hồi khua môi múa lưỡi của Hà Thanh, nó sung sướng nhận 100 tệ kia, nhanh nhanh chóng chóng chạy đi thực hiện nhiệm vụ của mình. Tất nhiên việc này phần cũng do Hà Thanh không hiểu về tình bạn của nó và Hoa Ban. Bình thường hai đứa toàn đánh nhau cả. Trong 100 tệ này, đừng hòng có phần cho Hoa Ban. Hoa Ban được người trong khu dân cư nuông chiều, mấy thực phẩm rác này nó chẳng thèm mó tới. Còn Hà Thanh
thì lại bắt đầu nghĩ tới chuyện về vọng tâm. Thật ra vọng tâm chỉ là một cách xưng hô, nó không có hình dáng thân thể, cũng không thể coi là hồn ma. Nó sinh ra từ khoảng tối sâu trong nội tâm con người, không lấy mạng người và cũng chẳng có bản lĩnh ấy. Nó chỉ thích đầu độc người ta, kéo thẳng người ta vào thế giới tinh thần của mình, rồi hấp thu sức mạnh từ những suy nghĩ dơ bẩn. Nó đặc biệt thích những người có nội tâm tự cao tự đại, cả là những kẻ phách lối hung hăng, không để ai trong mắt. Nó lại càng thích, thích nhất chính là những kẻ vẫn luôn tự cho mình là đúng, là hơn. Chính bởi sở thích ấy, nó mới được gọi là vọng tâm, cũng được người đời gọi là quỷ vọng tâm. Nhưng tất cả những vật đáng sợ chưa biết trong mắt người thường hẳn đều là ma quỷ gọi chung. Nếu vậy, có vấn đề rồi đây. Vọng tâm không hình dạng thân thể, không khác gì một thứ ký sinh trùng. Nội tâm vật chủ càng dơ bẩn, nó lại càng sinh trưởng nhanh. Mà nếu suy nghĩ sâu xa của vật chủ không đủ, nó sẽ ăn không đủ no, lại buộc phải rời khỏi cơ thể hiện tại để tìm một vật chưa mới. Điều này có nghĩa, nếu vọng tâm muốn sống sót, nó chỉ có thể tìm một vật chứa mỗi lần, không thể cũng không có năng lực để cùng lúc tấn công rất nhiều người ở khắp trời Nam Bể Bắc, khiến họ cùng rơi vào bóng tối này như thế. Chẳng lẽ không chỉ có một vọng tâm? Hà Thành bất giác cắn móng tay, mày cau lại, sắc mặt cũng xấu dần. Thiệt lớn rồi. Chỉ vì một chút tiền thưởng Cố Bình hứa hẹn, không ngờ chuyện này lại khó giải quyết đến thế. Vọng tâm không hình dáng thân thể vốn đã rất khó đối phó, nếu còn thêm vấn đề số lượng thì biết phải giải quyết làm sao. Hà Thanh ngẩn ngơ nhìn mặt trời dần lặn, nét mặt đau đớn vì vụ lỗ nặng sắp tới. Dù sao giờ cũng là mùa đông, trời tối sớm, chỉ mới 5-6 giờ chiều mà bầu trời ngoài cửa sổ đã tối om. Hà Thanh ngồi trong phòng ngủ yên lặng chờ Đại Hắc trở về. Khi trăng sáng dần leo qua đỉnh đầu, Đại Hắc nhanh nhẹn len qua ô cửa nhỏ dành riêng cho vật nuôi, len vào phòng ngủ. Lúc này Cô Bình đang tắm, hoặc phải nói là đã tắm liên tục mấy giờ liền. Lúc này làn da màu tiểu mạch đã hơi bợt bạc, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy phải tắm thêm lần nữa. Không chỉ riêng anh mà tất cả mọi người trong cùng hôm nay chỉ vừa tan ca đã lập tức phi như bay về nhà, rồi kệ hết mọi thứ, việc đầu tiên phải làm chính là rửa ráy sạch sẽ khắp trong ngoài. Hết cách rồi, bất cứ ai phải sống chung với mùi hôi thối suốt một tháng đều sẽ như thế thôi. Khó lắm không khí mới trong lành trở lại, nhìn sương mù thôi cũng thấy thân thương. Tất nhiên phải giải thoát hoàn toàn cho cơ thể mình chứ. Thật ra tắm hai lần là đã tạm được rồi. Sau khi đi tới phòng khách, không biết do bị ám ảnh hay không mà Cô Bình vẫn cảm thấy trên người còn mùi. Hết cách, chỉ đành quay lại nhà vệ sinh tắm thêm lượt nữa. May mà giờ nhà nhà đều đã có máy nước nóng dùng năng lượng không khí, nếu không ấy à, có khi còn chẳng cung cấp đủ. Đúng vào lúc này Hà Thanh gọi điện tới. Không hề do dự, Cô Bình lập tức vơ khăn tắm lau sạch người rồi nhận điện thoại. Cô Bình, tối nay em có đi thăm dò căn nhà anh vẫn theo dõi ban ngày. Bây giờ anh có tiện không? Nếu không tiện thì bảo Trường An tới tìm, em sẽ bảo nó truyền tin lại cho anh. Giọng Hà Thanh vang từ loa điện thoại, có vẻ thong dong, chẳng gì là vội vã. Cô Bình giật mình, lập tức nhận lời. Đợi anh nửa tiếng. Dứt lời, anh cúp máy, lập tức xỏ quần áo thật nhanh, rồi nhấc chìa khóa chạy luôn ra cửa. Nơi anh ở gần đường Vành Đai 1, cách trung tâm cứu trợ của Hà Thanh không chỉ có nửa giờ chạy xe. Nhưng ban ngày Hà Thanh từng lo lắng sẽ có chuyện thế này, vậy nên đã đưa anh mấy lá bùa, nói là có thể giúp tăng tốc độ khi có việc gấp. Cô Bình nghĩ bùa tăng tốc độ hẳn sẽ không quá đắt, lại nghĩ tới những người đang nằm trong cục, nên trong cơn nóng lòng đã quyết đoán lấy ra dùng. Bùa này quả nhiên thần tốc. Cô Bình thầm lấy làm ngạc nhiên, vừa nhìn ánh đèn xe kẽ vàng đen trôi tuột về đằng sau, vừa không giấu được nghi ngờ, tại sao lại không thấy ai trên đường vậy. Nhưng thực sự là quá nhanh, ngồi trên xe chưa tới 10 phút, anh đã có mặt
tại nơi Hà Thanh đang ở. Đẩy cửa xe, cô Bình tò mò nói: "A Thanh, hiệu quả lá bùa em đưa đúng là không bình thường. Rõ ràng đang kẹt xe mà khi anh tới đây lại không va phải chiếc xe nào. Tốc độ nhanh như vậy mà lại không hề có cảm giác sóc nảy buồn nôn gì, hệt như lái xe với tốc độ bình thường ấy. Nếu gặp chuyện khẩn cấp gì thật, với tình trạng đường xá của Đê Đô, đúng là không thể thiếu được bùa này." Hà Thanh đến anh nhếch mép cười: "Anh mấy đó đã dùng rồi." Cô Bình ngỡ người: "Sao vậy? Đắt lắm hả?" Không đắt. Nhưng nói thì nói vậy, nét mặt cô vẫn quá sức lạ lùng. Bất giác lông tóc Cố Bình dựng đứng. Vậy đã thấy nụ cười của Hà Thanh càng rực rỡ hơn. Đây là bùa âm lộ, tất nhiên anh không gặp chiếc xe nào rồi, bởi vì xe đang chạy trên đường âm phủ, mục tiêu là hướng tới suối vàng. Nếu anh thấy xe, đó chắc chắn là xe cõi âm. Dùng bùa này cũng tương đương với đi đường tắt. Em tưởng anh sẽ không dùng tới nó nhanh vậy chứ, không ngờ lại nóng vội dữ vậy. Nhưng cũng nên kiềm chế, đi thêm mấy chuyến nữa em sợ thần hồn của anh không chịu nổi. Cố Bình, anh cắn răng, trong lòng thầm nói, nghi ngợi đủ kiểu, vậy không nghĩ được tới vụ này. Mình còn sống chơ cơ mà, sao đã lên đường tới suối vàng rồi. Nhờ tới những cột đèn mù sương và ánh sáng tinh mịch tăm tối trên đường tới, dù Cố Bình là đàn ông thanh niên vạm vỡ khỏe mạnh, cũng không ngăn được da gà toàn thân dựng đứng, cố gắng cơn ớn lạnh từ dưới sống lưng. Đã chế thế này em phát hiện gì rồi? Cuối cùng Cố Bình cắn răng nói sang chuyện khác. Hà Thành cũng nghiêm mặt lại: "Ban ngày em có bảo Đại Hắc đi nghe ngóng ít chuyện, chỗ anh theo dõi ban ngày có phải khu nhà này không?" Cô chỉ tòa nhà trước mặt hỏi. Cô Bình gật đầu: "Đúng, tòa nhà số 3 dãy 2 khu B." "Vậy không có lệnh lục soát, tối nay anh phải gánh tội tự ý xâm nhập gia cư với em rồi." Cô Bình bật cười: "À Thanh à, từ khi mình quen nhau, em đã đâu phải người tuân theo quy củ, mà trùng hợp là anh cũng thế. Đừng quên là kể từ khi quen biết đến giờ, chúng ta đã lục soát đúng luật bao giờ đâu. Đúng không, Trường An?" Anh nhìn con chó lớn bên cạnh khẽ mỉm cười. Hà Thanh nhếch miệng cũng cười theo. Hai người dắt theo một con chó lớn không ai nhìn thấy, ngây ngang đi tới khu nhà số 3. Hết chương 11, chương 12, chia tay. Khu dân cư này tuy không nằm trong khu vực đường vành đai 5, nhưng cũng mới được khai phá gần đây, chỉ vừa hoàn thành chưa tới nửa năm. Nếu với dân số đông đúc tại Đế Đô, dù vậy cũng đã kín người tới ở. Khu nhà này không có thang máy, cô Bình và Hà Thanh bước từng bước lên cầu thang bộ. Trường An yên lặng theo sau cả hai, không hề gây ra một tiếng động gì. Lần trước cùng hành động với A Thanh hình như đã là nửa năm trước rồi nhỉ. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Trong hành lang, bỗng cô Bình quay đầu nhìn cô, giọng điệu có vẻ bồi hồi. Hẳn nhiên anh đang nhắc tới lần đầu hai người gặp nhau, vừa khéo bắt được những tên buôn ma túy gây ra cái chết của Trường An. Khi đó cô Bình chỉ mới được điều tới đây nhờ quan hệ của gia đình, không ngờ tới nay đã thuận lợi phát triển thăng chức, mà thời gian chỉ mới có nửa năm. Nhờ tới những chuyện đã qua, hình như đã là chuyện lâu lắm. Hà Thanh lại mỉm cười: "Em lại thấy thật ra hai ta không nên đi chung với nhau. Thủ đoạn của chúng ta không giống nhau. Như em ấy à, chỉ thích đơn giản trực tiếp, có thể dùng bạo lực là sẽ không phí lời nhiều. Mà cho dù nói nhiều, đó cũng là do có mục đích. Còn anh lại là người đầy tớ của nhân dân, khi bắt người tất phải giải thích luật pháp trước chứ đúng không? Ít ra vẫn phải cho người ta cảm thấy sự văn minh tiến bộ của xã hội." Cô Bình bật cười: "À Thanh, anh đâu phải kẻ ngốc. Đối phó với thứ thậm chí còn không phải người như vậy, phi lời làm gì cho mất công. Chả lẽ lại bảo nó nhân lúc còn kịp mau hối cải, vậy là có thể mang nó về bỏ tù được. Em đấy đúng là gian manh." Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới khu nhà số 3.
Cánh cửa chống trộm màu đỏ đóng chặt. Cô Bình do dự nhìn Hà Thanh, trong ánh mắt ra chiều yên tâm của cô, mới giơ tay ấn lên chuông cửa. Nhưng chờ mãi lâu vẫn không thấy ai đi ra. Hà Thanh không nhịn được bước lên, hết sức coi thường cách thức quy củ lề lối của Cố Bình. Cô vươn tay ra vặn chốt cửa. Chẳng biết làm thế nào mà tay cầm của cánh cửa chống trộm vốn không xê xích lại dễ dàng bị xoay đi một chiều 180 độ, lập tức mở cửa ra. Cái này đâu có giống như khóa cửa thông thường, Cố Bình cảm thán. May mà Hà Thanh theo phong cách khá cao cấp, không định dựa vào mấy trò trộm vặt để phát tài. Nếu không thì riêng cái tài mở khóa này đã thu được không ít đệ tử. Trong lúc nói chuyện, cảnh tượng trong phòng đã đập vào mặt cả hai. Trong phòng bừa bãi lộn xộn, vỏ bánh snack, mì gói đã ăn hết vương vãi trên đất, quần áo bẩn, tất bẩn, cả dép tư tán khắp nơi. Hẳn nhiên chủ nhân của căn nhà sống trong môi trường vô cùng bừa bộn. Quần áo bà đâu vứt đấy, giày cũng không khác gì. Hai người vừa vào nhà, một mùi mồ hôi chua chua và mùi thối chân đã lập tức xộc tới, khiến cô Bình luôn có chứng thích gọn gàng ngăn nắp đến độ hơi cưỡng bách không quen được. Anh cẩn thận quan sát bốn phía, thì linh nhận ra lẫn trong mùi tanh hôi trong không khí còn kèm theo một mùi thối nhạt quen thuộc. Bật rằng anh nhíu chặt mày, đúng là bị ám ảnh thật rồi. Hai người cứ thế ngây ngang đi vào, trong phòng lại không một bóng người xuất hiện. Nhìn kỹ lại, lại thấy trong phòng ngủ có một người đàn ông đang đưa lưng về phía họ, ngẹo đầu ngồi ngủ trước máy tính. Hình như hắn đang say trong giấc mộng đẹp, đầu mày khoe mắt giãn ra, thể hiện sự thoải mái và vui vẻ. Nước dài nhỏ dài men khóe miệng chảy xuống, chậm chậm chảy qua lớp râu lún phún, bị ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu vào, tỏa ra những vệt sáng lấp lánh. Hà Thanh không nhịn được chà mạnh mu bàn tay, ghê muốn ói luôn. Cô Bình trong tư thế ngủ say của hắn ta lập tức căng thẳng. Chúng ta tới muộn rồi sao? Đã lại hôn mê rồi? Không, Hà Thanh trả lời, không trễ, vẫn chưa tới thời điểm. Chỉ mới nói xong, đã nghe trong hành lang vang lên tiếng bước chân lộp cộp. Lúc này họ đang ở trong phòng khách. Nghe tiếng bước chân này, Hà Thanh kéo tay Cố Bình lùi về sau một bước. Bóng cả hai lập tức chìm dần vào bức tường sơn trắng, không lộ dấu vết gì. Tiếng giày cao gót mỗi lúc một gần hơn, chỉ chốc lát đã đến gần căn nhà này. Người tới là một cô gái tóc xoăn, ăn mặc trang điểm kỹ càng. Cô gái quen tay móc chìa khóa mở cửa. Khi nhìn tới cảnh bừa bộn trong này, nét mặt khó giấu vẻ giận dữ và buồn bã hiện lên. Cô gái này khá xinh đẹp, dáng người cũng không kém. Bây giờ tuy ăn mặc váy công sở và đi giày cao gót, nhưng vừa vào nhà đã bắt đầu dọn dẹp rác rưởi trên đất, không hề cảm thấy có gì trông ngượng ngập. Động tác tựa đã làm vô số lần. Cô gái dọn giày trước, đoàn gom hết quần áo tán loạn trên đất bỏ vào rổ đồ bẩn. Cuối cùng mới cố nén cảm xúc ghê tởm, thu dọn vỏ mì ly và bánh snack trên mặt đất. Mì ly không biết đã ăn từ bao giờ, phần lớp dùng bên trên đọng lại một lớp váng dầu vàng sẫm, đọng được qua lại trên mặt nước, trông mà buồn nôn. Cô gái hít sâu một hơi, cắn răng, cuối cùng không nhịn được bỏ hết vào túi rác, mang ra ngoài cửa, cũng đóng sầm cửa lại. Tiếng đóng cửa rất lớn khiến cả căn nhà dường như cũng rung lắc theo. Hà Thanh và cô Bình đứng gọn trong tường, tựa hồ cũng có giây lát váng vất bởi rung chân đó. Nhưng tên đàn ông vẫn không tỉnh lại, bởi vì vừa rồi phải dọn vệ sinh. Cô gái đã buộc gọn mái tóc dài mềm mượt. Cô ngồi trên sofa, xoa bóp cổ chân đang đau đớn vì phải đi giày cao gót thời gian dài. Nét mặt đầy tranh đấu, mà khi ánh mắt quét qua cái bàn thấp, vệt nước dùng dính bẩn trên đó vẫn đâm thẳng vào mắt đau nhói. Cô Bình nhìn Hà Thanh với vẻ ngờ vực. Nên chuyện này để làm gì? Việc cần hiện tại không phải là đánh thức tên con trai kia hay sao? Hà Thanh lắc đầu, ý bảo cô Bình kiên nhẫn chờ đợi. Đôi mắt cô gái bị vết bẩn trên bàn đâm vào đau nhói, hít thở sâu mấy hơi, cuối cùng ra quyết định. Cô gò đôi giày cao gót cộp cộp bước tới, đẩy mạnh cậu con trai đang ngủ say kia.
Đỗ Viễn, em không chịu nổi anh nữa rồi, chúng ta chia tay đi. Tên con trai đang ngủ chảy nước dãi mơ màng tỉnh lại, lập tức bật người đứng lên. Tiểu Vi, tới rồi hả? Khóe miệng hắn còn treo nụ cười buông tuồng chưa giấu đi. Thấy bạn gái mình cũng không có vẻ gì là kinh ngạc, cô gái trang điểm xinh đẹp nọ rưng rưng nước mắt, run giọng nói: đừng giả ngốc nữa, Đỗ Viễn, chúng ta chia tay đi. Tiếng hít thở cậu bạn trai trở nên dồn dập, hắn hít thở sâu mấy hơi. Cô dâu đi nét mặt méo mó, đoạn vội vàng hỏi: tại sao? Anh có chỗ nào không tốt? Cô gái lắc đầu: em không chịu nổi cuộc sống thế này, em không thấy có tương lai gì hết. Lời chưa nói hết đã thấy Đỗ Viễn đối diện bày ra vẻ mặt lạnh lùng và khinh rẻ. Cô thích người khác rồi hả? Hôm đó tôi thấy một chiếc BMW đến đón cô dưới nhà, có phải cô đã có bạn trai mới rồi không? Được mặt Trần Vi chưa tan hẳn, đứng nét mặt lại cả kinh, kèm theo vẻ không dám tin tưởng. Cả cánh tay đang cầm túi sách cũng run run, răng cắn chặt, tựa hồ sẽ bùng nổ ngay giây sau. Hết chương 12. Chương 13. Nồng hơn. Mu bàn tay Trần Vi nổi gân xanh, toàn thân run rẩy mất kiểm soát, ánh mắt nhìn người bạn trai vừa quen thuộc vừa xa lạ với vẻ không dám tin. Trong đôi mắt dường như là hai ngọn núi lửa đang trực phun trào, chỉ ngay giây sau sẽ không thể đè nén, mà quả cũng chẳng muốn đè nén nữa. Đỗ Viễn, sao anh có thể nói ra lời nói như thế được? Chúng ta yêu đương đến giờ đã 5 năm, 5 năm thanh xuân dành cả cho anh, hôm nay anh còn mặt mũi chỉ trích tôi ngoại tình. Dưới lầu có một chiếc BMW đã vô cho tôi có bạn trai mới, vậy tôi xuống hầm đậu xe, thế có phải có tới mấy trăm ông chồng? Nghe tới câu này, dù Hà Thanh còn đứng nấp trong tường cũng bất giác cong môi. Kiểu nói chuyện này cô thích. Vậy sao vô duyên vô cớ lại đòi chia tay? Đỗ Viễn cũng hét lớn. Nói ra những lời này, hình như khi thế của hắn đã yếu đi, bây giờ nhớ lại chuyện cũ thì vội vàng cứu vãn. Là vì không chịu cho em mua bộ quần áo em thích. Vậy đi, giờ chúng ta đi mua. Hắn nhìn cô bạn gái đã yêu đương nhiều năm, trong giọng nói có ẩn ý khó nói rõ. Tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta, không ngờ em lại dễ dàng buông bỏ như thế. Hắn vừa nói vậy, cô gái vốn đã hơi buông lỏng lại lập tức hất văng tay hắn. Mua quần áo? Mua bằng cái gì? Tiền lương của tôi à? Nghe câu này, nét mặt tên bạn trai có vẻ khó xử. Tiểu Vi, em đừng làm ầm ĩ nữa còn được không? Tình cảm nhiều năm vậy rồi, anh không muốn thấy sau này em lại hối hận. Anh biết giờ mình không thể cho em cuộc sống em muốn, nhưng không cần lo lắng, chỉ nhanh thôi. Tôi hối hận? Tôi hối hận cái gì? Trần Vi cười lạnh, nét mặt đột nhiên trở nên cứng lạnh. Khi chúng ta yêu đương, anh đang học năm 3, tới nay đã tốt nghiệp được 4 năm rồi. Anh nói đi, xem cả điện thoại, cả tiền bạc trên người anh hiện tại, cộng hết lại có đủ 1.000 tệ không? Nét mặt tên bạn trai có hơi lúng túng, hít sâu một hơi, im lặng cất tiếng. Tiền thì có thể từ từ kiếm. Không có nhiều từ từ thế đâu. Trần Vi cắt lời. Đỗ Viễn, tôi 23 tuổi tốt nghiệp, năm nay đã 26 rồi, tốt nghiệp 3 năm. Tôi đã đổi việc 2 lần. Tôi này lương tháng sau thuế là 9.000 tệ. 9.000 tệ ở đế đô này thì làm được gì? Công việc của Trần Vi cũng không thuận lợi. Cô làm kế toán, công tác ở một công ty tư nhân, là phụ nữ mà phải làm việc vất vả không khác gì đàn ông. Cái gọi là kế toán không chỉ có mỗi ngày phải ngồi trong văn phòng tính toán sổ sách, mà thậm chí còn phải ra ngoài đòi nợ. Một cô gái chỉ mới tốt nghiệp, biết bao khó khăn cô đều phải cố gắng chịu hết. Nhưng bất kể nhiều hay ít, đó đều là tiền tôi kiếm được, cũng là khoản tôi cố gắng tiết kiệm. Còn anh thì sao? Tốt nghiệp 4 năm, anh đổi việc 9 lần, công việc làm lâu nhất cũng chưa qua 3 tháng. Lúc này đã ở nhà chờ việc suốt cả 1 năm. Ăn ở toàn dùng tiền lương của tôi và tiền bố mẹ tôi bù vào. Anh nói tiền có thể kiếm được,
Nhưng cái từ từ này tôi không đợi được. Mỗi ngày cô không ngủ đủ 6 tiếng đồng hồ, đeo giày cao gót chạy khăm xe buýt xe điện ngầm, phải bôn ba chạy vầy theo cấp trên, muốn đòi nợ đều phải hạ giọng nhún nhường. Chẳng có ai phải cố gắng bên ngoài là dễ dàng hết. Tiền, tiền, tiền. Tiền quan trọng đến thế sao? Tình cảm 5 năm của chúng ta chỉ vì tiền mà không còn. Chẳng lẽ có tiền thì nhất định sẽ sống tốt? Tiểu Vi à, không ai yêu em hơn anh đâu. Trần Vi chậm rãi thở ra một hơi, sắc mặt tái nhợt nhưng đã dần bình tĩnh lại. Anh vẫn chưa rõ sao? Đỗ Viễn à, tôi muốn chia tay với anh không phải vì anh không có tiền, mà vì anh đang ở trong cảnh khó khăn nhưng lại không biết cố gắng. Năm nay anh đã gần 30 rồi, thế mà đến cả tiền thuê phòng cũng do tôi bỏ. Tôi phải chờ anh từ từ thế nào được chứ? Cho dù anh chỉ nghiêm túc làm một việc cũng tốt mà. Dù cho tiền lương thấp, nhưng chỉ cần anh chịu cố gắng vì tương lai của chúng ta. Nói tới đây, Trần Vi bỗng nghẹn ngào. Tình cảm 5 năm, người yêu đã từng hăng hái cố gắng, nay lại bị 5 tháng mài mòn thành ra thế này. Hà Thanh xem đến là thích thú, cô Bình lại hơi không nhịn được. Anh nhìn Hà Thanh, trong mắt đầy sự nghi hoặc. Thật sự không rõ tại sao phải nghe lén tuyên ngôn chia tay của đôi tình nhân này. Không phải nói là tới điều tra tình hình hay sao? Mà lúc này sắc mặt Đỗ Viễn lại thay đổi. Không biết nghĩ tới gì, sau cơn nhói tim ngắn ngủi, ánh mắt hắn bỗng trở nên cao thượng như kẻ bề trên. Nhìn cô bạn gái đang khóc không thành tiếng, nét mặt hắn vừa coi thường lại thoáng vẻ than thở, thậm chí còn một sự tự tin khó nhận rõ. Trên đời này không ai yêu em hơn tôi đâu, cũng không ai có thể cho em cuộc sống tốt hơn tôi. Tiểu Vi à, nghe tôi khuyên một câu, đừng chia tay. Bây giờ tôi đã khác xưa rồi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Nghe câu thoại kinh điển này, Hà Thanh không nhịn được phụt cười. Sắp 30 đến nơi rồi còn chớ khinh thiếu niên nghèo. Tiếng cười vang lên quá bất ngờ, cô Bình không khỏi ghé mắt nhìn sang. May mà cô đã đề phòng sẵn, thế nên mới không bị hai người kia nhận ra. Trần Vi không hề thích buồn cười, chỉ mệt mỏi nói, có lẽ anh đã từng rất tốt với tôi, nhưng bây giờ anh không làm việc, cũng không có kỹ năng nghề nghiệp khác, không chịu nấu cơm, chỉ muốn gọi đồ ăn bên ngoài. Mỗi ngày tôi đi làm gần 10 tiếng đồng hồ, buổi sáng ráng rút thời gian qua thăm anh mà anh còn chẳng thèm để ý tới an toàn của tôi, chưa từng đưa đón một lần. Tan làm còn phải tới đây thu dọn bãi chiến trường cho anh, dọn hết quần áo bẩn, chăn đệm bẩn, vất vả lắm mới được nghỉ vài ngày. Nói hết lời anh mới chịu đặt máy game xuống ra ngoài với tôi, thậm chí trang bị trong game cũng do tôi bỏ tiền. Nếu người như anh mà cũng có thể nói yêu tôi hơn bất cứ ai, vậy cả đời này tôi còn sống làm gì nữa? Những lời này cũng như đã rút sạch mọi sức lực của Trần Vi. Nó dứt lời, cô nhắm mắt bước thẳng ra cửa. Đỗ Viễn, chúng ta kết thúc rồi. Đỗ Viễn đứng sau lưng, người run rẩy, nét mặt hoảng hốt lại điên cuồng. Trần Vi, cô sẽ hối hận. Cô sẽ hối hận. Sợ muộn sẽ có ngày cô khóc lóc cầu xin tôi quay lại. Nhưng Trần Vi chẳng quay đầu lại, chỉ bật ra một tiếng than ngắn ngủi. Hài. Tiếng nói này hệt như búa tạ, đánh cho Đỗ Viễn bay hết hồn phách. Hắn đứng yên tại chỗ, đột nhiên đặt mông ngồi bịch xuống đất, lại từ từ chìm vào giấc ngủ mê. Mà cô Bình và Hà Thanh cũng đã bước ra khỏi bức tường. Cô Bình hít mũi, Trường An cũng quay sang nhìn chủ, vây đuôi khẳng định. Không phải ảo giác, thứ mùi thối quen thuộc trong phòng kia hình như đã nồng hơn rất nhiều. Hết chương 13. Chương 14, bịa đặt hoàn toàn. Tiếng giày cao gót của Trần Vi đã hoàn toàn đi xa. Cô Bình nhìn Đỗ Viễn đang ngã ngồi trên đất, trong mắt chứa đầy cảnh giác. Đã có chuyện gì vậy?
Cô Bình ngạc nhiên nhìn Đỗ Viễn, mới rồi vẫn còn vô cùng căm phẫn mà lúc này đã ngã bịch ra đất, ngủ mất tri giác. Là nhìn Sa Hà Thanh hỏi: đây chính là tình trạng của những người kia khi ngủ mê sao? Diễn biến bất ngờ như vậy, không phân địa điểm hay thời gian. Vậy điều kiện để hôn mê là gì? Là phải gây gổ hay là phải chia tay? Hà Thanh bật cười, lắc đầu đáp: không có điều kiện nhất định, chỉ là cần một số yếu tố kích thích, tiền, công việc, tình cảm nọ kia, những thứ khiến đương sự cảm thấy mình bị khinh thường và làm nhục. Nhưng kích thích này chỉ là một mồi dẫn lửa thôi. Nguyên nhân chân chính thật ra đã sẵn bén rễ sâu trong nội tâm, cho dù không bùng nổ lúc này, đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Cô Bình nhìn Hà Thanh, trông rõ nét mặt khinh thường của cô với Đỗ Viễn, trong lòng khó giấu nghi ngờ. Tiền, công việc hoặc tình cảm sẽ khiến những người này cảm thấy bị khinh thường hoặc làm nhục ư? Sở dĩ xuất hiện hiện tượng này, nó xuất phát từ sự mềm yếu và sợ sệt, cả sự cuồng vọng không tự nhận rõ bản thân trong nội tâm. Người thực sự có tâm trí kiên định, can đảm cố gắng, chắc chắn sẽ không gặp chuyện thế này. Gì cơ? Cô Bình nghẹt mặt. Tại sao chữ nào anh cũng hiểu hết, nhưng ghép lại thì cứ cảm thấy còn có gì sai sai. Hà Thanh cười cười, ngón tay di chuyển giữa không trung, men theo một đường nét kỳ lạ màu vàng nhạt, chậm rãi giải thích: đó là vọng tâm. Dựa vào nội tâm mềm yếu của con người, sống nhờ vào đó, bọn chúng giỏi dệt nên những mộng cảnh đẹp đẽ để hút người ta tiến vào, sau đó phóng đại tất cả vọng tưởng trong lòng kẻ đó, mượn ác quả và oan khí tạo thành do hành động liều lĩnh của kẻ đó trong mơ để tầm bổ cho mình. Ban đầu người bị ký sinh vẫn có lúc tỉnh táo, nhiều lắm chỉ cảm thấy đây là một giấc mơ đẹp. Nhưng thời gian lâu dần, khi thực tế trải qua càng hèn mọn, bản thân kẻ đó trong mộng sẽ càng trở nên tiểu tụy phong túng hơn. Lâu ngày hắn đã không thể phân rõ rốt cuộc đó là mơ hay hiện thực. Một là cuộc sống bình thường bị kẻ khác coi rẻ, một là trở thành trung tâm thế giới. Trong tình cảnh ấy, trừ phi là người vô cùng cứng cỏi, nếu không không ai có thể trốn thoát. Nhưng người cứng cỏi và bản lĩnh thật sự, đáng lý sẽ không bị kéo vào mới đúng. Mà lúc này tiềm thức của những kẻ mềm yếu sẽ điều khiển chúng, khiến thân thể không muốn tỉnh lại. Sau đó là bị vọng tâm rút hết tất cả sức lực trong giấc mơ, ngủ thật say đến tận khi chết. Nếu đúng như em nói, cô Bình nhíu mày, những người đang ngủ say kia thật ra bản chất cũng vẫn tốt, chẳng qua chỉ do bị vọng tâm bám chặt, nhuộm đen nội tâm để mới có thay đổi to lớn như thế, có đúng không? Vậy tại sao A Thanh lại ghét tất cả những người đó, thậm chí không muốn cứu họ? Suy cho cùng, việc đó cũng đâu phải do họ tự quyết định. Không, Hà Thanh trầm giọng nói, anh phải hiểu một chuyện, không có một thứ gì có thể không dưng sinh ra. Sở dĩ bóng tối có thể bị phóng đại lên, thực chất là vì nó đã sẵn tồn tại. Nếu không trên thế giới có bao nhiêu người như vậy, tại sao chỉ có họ là bị vọng tâm ký sinh? Là do mặt tối trong nội tâm quá nhiều, vậy nên mới hấp dẫn nó tìm tới. Chuyện mà những người này làm trong giấc mơ hoàn toàn là điều sâu trong nội tâm họ muốn làm. Sức mạnh của vọng tâm chẳng qua chỉ cho họ mọi cơ hội để không kiêng nể điều gì thôi. Còn bình thường, có ai mà không phải quân tử áo mũ chỉnh tề? Nhưng việc này không công bằng. Cô Bình lạnh giọng nói. Anh nhìn Hà Thanh, rõ ràng là không đồng ý với lời cô nói. Trong tình huống không có đạo đức cỏ bó, ngay cả chính anh cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì, huống hồ là họ. Bị ngoại vật phóng đại mặt tối trong nội tâm không phải lỗi của họ. Trong lòng ai cũng có mặt tối, chỉ là trùng hợp chúng ta chưa gặp chuyện như vậy thôi. Huống hồ nằm mơ làm ít chuyện sai lầm cũng không thể tạo thành chứng cớ phạm tội của họ. Anh vẫn chưa hiểu sao, Cố Bình? Hà Thanh nhìn anh.
Không phải em căm ghét vì chúng đã phạm tội, mà là ghê tởm nhân cách hèn mọn của bọn chúng, không có đạo đức ràng buộc. Đó không phải lý do để có thể mặc sức làm chuyện xấu. Trong lòng ai cũng có mặt tối, nhưng đại đa số đều bị đạo đức và cảm giác trách nhiệm của bản thân trói buộc. Một cá thể mâu thuẫn và phức tạp như vậy mới có thể tạo nên một thân xác còn sống. Nhưng những kẻ này thì khác. Chỉ khi mặt tối trong nội tâm đạt đến một mức nhất định, vọng tâm mới tìm được tới bọn chúng. Mà giấc mơ nó tạo ra sở dĩ chân thực cũng là vì nó giống với thực tế xã hội như đúc. Tất cả mọi người và mọi chuyện trong mơ đều hệt như nơi ta đang sống, trùng khớp với hiện tại, dạng như một mặt gương phản chiếu vậy. Đây là năng lực duy nhất của vọng tâm, cũng là năng lực khiến người ta cảm thấy mình rất giỏi. Người đi vào giấc mơ này không biết nó là mơ, mà cho rằng đây là xã hội thực tế, nhiều nhất sẽ chỉ cảm thấy nếu mình gặp được kỳ ngộ như trong tiểu thuyết, hoặc là trùng sinh xuyên không này kia thôi. Trong trường hợp ấy, chúng lại vẫn có thể mặc sức làm ra những chuyện sai trái ngông cuồng. Anh cảm thấy thế mà là không sai ư? Cô Bình im lặng. Vậy bây giờ phải làm sao? Anh nhìn Đỗ Viễn đang ngủ mê man trên đất, chun mũi, cảm nhận được mùi hôi thối trong không khí trở nên nồng hơn. Chờ thôi, Hà Thanh bình tĩnh nói. Trong lúc nói chuyện, tay cô vẫn chuyển động không ngừng. Trong không khí lan ra những đường nét mảnh mờ màu vàng nhạt, liên tiếp nối liền, uốn éo kỳ dị. Cô Bình im lặng quan sát, cảm giác như thế giới trước mắt bắt đầu vặn vẹo, móp méo. Anh vội lắc đầu, không dám nhìn thêm nữa. Ngón tay Hà Thanh chậm chậm ve ra từng đường nét, giọng nói thong thả khiến người ta được trấn an. Trời nó dần lộ ra dấu tích, chờ giây lát nó dần được no bụng. Khi thời khắc thỏa mãn nhất đến, vọng tâm sẽ để lộ bản thân. Nếu vậy thì trong bốn người đang ngủ say ở cục, có phải trong lòng ai cũng có một con quái vật như vậy? Một vụ án thoạt trông rất khó giải quyết, nhưng khi điều tra lại còn phát hiện thêm vô số vụ việc như vậy. Núi cao đường xa, phạm vi xảy ra vụ việc quá nhiều, việc này nên phải giải quyết ra sao? Hà Thanh nhíu mày. Em cũng không rõ lắm. Nếu là bình thường, vọng tâm sẽ không xuất hiện nhiều như vậy. Bình thường chúng độc lai độc vãng, lại liên tục di chuyển, thay đổi vật chứa. Khoảng thời gian giữa hai lần khiến hai ký chủ ngã xuống sẽ rất dài, trừ phi có người cố ý nuôi dưỡng. Nhưng làm thế thì không đáng. Thủ đoạn thế này thật sự là quá chậm rãi và quá mềm dẻo. Nếu thật sự muốn trừng trị ai, phương pháp chắc chắn không thiếu. Về việc này, Hà Thành cũng trăm mối khó giải. Trong lúc hai người nói chuyện, nét mặt Đỗ Viễn đang ngã ngồi trên đất đã bắt đầu trở nên hoảng hốt. Thế vậy, Hà Thanh lại chuyển động tay nhanh hơn. May nhờ kích thích từ việc chia tay mới rồi, lần này chỉ chốc lát khóe miệng Đỗ Viễn đã nhếch cong, chìm sâu vào trong giấc mộng. Hết chương 14. Chương 15. Mơ. Đây là một thế giới vô cùng lộng lẫy. Thế giới lấy hắn làm trung tâm. Hắn được ra đời lại một lần, từ nhỏ đã gặp nhiều kỳ ngộ, lại thể hiện ra tài năng phi thường, có phong thái ung dung như bậc tiên tri. Tất cả những kẻ con rời đều bị hắn dẫm đạp dưới chân. Tất cả người hắn từng ngước nhìn nay đều ngưỡng mộ ao ước hắn. Mà những người đã xem thường hắn, hôm nay chỉ cần một lời hắn nói đã trở thành kẻ hèn mọn như heo chó. Cả Trần Vi đã từng tham mộ hư vinh, khiến hắn đau khổ, cuối cùng đã thành vợ một gã chủ đất giàu có. Song là chủ đất phá sản, cô ta không thể không vác cây lưng đa còng và khuôn mặt hốc hác tiếp tục phấn đấu. Thi thoảng ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn trên đường, bên trên là tiểu sử thành công của hắn. Hắn là doanh nhân lớn mạnh, hắn là ông hoàng tài chính, hắn là nhà giàu số 1, hắn là nguồn tiền của quốc gia. Cô nhìn đi. Hắn ôm cô bạn gái mới xinh đẹp hấp dẫn của mình, nhìn Trần Vi đã gầy đi nhiều vì vất vả mưu sinh.
Khi xưa cô xem thường tôi, khinh tôi nghèo, không có tương lai. Bây giờ thì sao? Hối hận không kịp rồi chứ gì. Hắn hả hê cười, nghĩ chỉ cần một câu nói của mình đã khiến gia đình Trần Vi không được thuận lợi, khiến tiền của mà nhà chồng cô ta tích lũy mấy đời không còn một xu, lại kho nén sự đắc ý. Đáng tiếc, với địa vị của tôi hôm nay, ta không còn thích món cháo trắng này nữa. Sau cùng giấc mơ, Đô Viễn đã nói như thế. Mà trong căn phòng với mùi hôi thối mỗi lúc một đậm dần kia, Hà Thanh nhìn Đô Viễn đang dần trưng ra nét mặt thỏa mãn, tay nhanh chóng vẽ ra những đường nét màu vàng rối rắm, lại nói với Cố Bình: được rồi, con người khó mà bắt được vọng tâm, vì dù sao đi nữa, chỉ cần là người, trong nội tâm sẽ lẫn lộn nhiều tạp niệm, có ánh sáng, có cả bóng tối. Một khi tiếp xúc tới, sẽ rất dễ bị nó quấy nhiễu, rồi phân tâm để nó thoát được. Chính vì vậy, Hà Thanh vỗ tay, nhìn những đường nét màu vàng nhạt chằng chịt trong không khí, nói với Trường An đang đứng lặng: Trường An, nhờ cả vào mày. Dứt lời, ngay thời điểm một người một chó còn chưa kịp phản ứng, đã nhanh chóng đưa tay về trước, cắm thẳng tay mình vào trong hộp sọ Cố Viễn. Cô Bình đứng nhìn mà mày cau chặt, bản năng khiến cơ thể đã định hét toáng lên, nhưng sự tin tưởng với Hà Thanh vẫn khiến anh cố nhịn xuống. Đợi khi mở mắt ra nhìn, lại thấy hai tay Hà Thanh đã hóa thành thể trong suốt hư vô, cứ thế xuyên qua mái tóc bết dầu của Đỗ Viễn, cắm vào hộp sọ hắn, lại lùng sục khuấy đảo trong não, trông động tác hình như là đang lần tìm thứ gì. Cô Bình gian nan nuốt nước miếng cách ực, trong đầu có một giọng nói khàn gào thét: ngăn lại, mau ngăn lại. Mà trên thực tế, anh lại hiểu được là Hà Thanh sẽ không làm ra việc tổn thương đến người khác như thế. Quả nhiên, nhìn kỹ lại, rõ ràng tay Hà Thanh vẫn đang động vào, nhưng đầu Đỗ Viễn lúc này lại không hề có gì khác lạ. Đến cả hơi thở cũng vẫn bình ổn vững vàng, không hề bị ảnh hưởng. Dù là Cố Bình đã tạm quen với thủ đoạn của huyền môn, vẫn không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng cảnh tượng này thật sự khiến người ta phải hãi sợ. Vì dù sao, không phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận việc tay của một người khác mặc sức khua khoáng trong đầu mình như thế. Năng lực của Hà Thanh đương nhiên không phải để trưng. Chỉ sau mấy hơi thở, năm ngón tay đã siết chặt, kéo mạnh một thứ mềm nhũn màu ngà ra khỏi đầu Đỗ Viễn. Chính vào lúc ấy, mặt Hà Thanh bỗng giật mạnh, sắc mặt đột biến, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Đỗ Viễn với ánh mắt hung ác, tưởng chừng chỉ giây sau sẽ bẻ gãy cổ hắn. Nhưng bởi đã có chuẩn bị sẵn, cô chỉ hít thở sâu một hơi rồi nhanh chóng thoát khỏi ảo cảnh ngắn ngủi do vọng tâm mang đến. Cô vươn tay ném văng vọng tâm trắng trắng mềm mềm, nom hệt hạt đậu phộng cỡ bự, lên giữa không trung, la lớn: Trường An, nhanh lên! Một cơn gió rít ngang cơ thể, Trường An nhanh chóng lao tới như đại bác, cắn phập vào vật thể béo trắng mềm mềm kia. Ngay một khắc tiếp xúc, vật thể màu trắng hình tròn kia lập tức vươn những sợi lông mảnh quấn chặt lấy miệng Trường An. Nhưng không biết tại sao mà chẳng những Trường An không hề có phản ứng gì, ngược lại vật thể trắng tròn này lại mỗi lúc một mờ nhạt đi, sau khoảng dây dưa mỗi lúc một dài. Đây cả cơ thể cũng trở nên gầy nhỏ lại, màu sắc không còn đậm như trước nữa, cho thấy là không hề hấp thu được miếng dinh dưỡng nào. Hà Thanh vỗ tay nói: Trường An giỏi ghê, giúp chị việc lớn rồi. Nhìn sang Cố Bình vẫn luôn ngồi một chỗ khó hiểu giải thích: trên đời này chỉ cần là người chắc chắn sẽ có nhược điểm, chỉ cần có nhược điểm là có thể bị vọng tâm quấy nhiễu. Lúc này nó đang cần chạy thoát thân, át phải dùng hết toàn bộ sức lực, đến cả em nhất thời sơ sẩy cũng suýt trúng chiêu của nó. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, có Trường An ở đây, nó chỉ là một con chó, không chỉ không có thật thể mà đồng thời bụng dạ động vật còn không phức tạp như loài người.
Ví dụ Trường An, nó trung thành với anh, trong mắt chỉ thấy mỗi anh là một sự tồn tại không hề có sơ hở. Thế nên vọng tâm không thể hút được dinh dưỡng từ nó. Hà Thành vuốt lông Trường An là nghe tới đại hắc xưng vương xưng bá, ham ăn lời làm trong trung tâm cứu trợ, tự dưng cảm thấy chênh lệch không chỉ có một chút. Trường An, thả nó vào đường bùa bên trên đi. Trường An nghe lời, hất thứ trong miệng lên giữa không trung. Ở nơi đó, vật thể béo trắng vừa tiếp xúc với những đường nét màu vàng đã lập tức bị những đường cong như dây mây trói chặt, mất đi dinh dưỡng cung ứng. Nó hệt như loài ký sinh trùng trên cơ thể, chỉ cần gặp không khí là toàn thân sẽ héo hắt, mềm nhũn, không còn tí sức phản kháng nào. Bị những đường vân bùa màu vàng nhạt kia trói chặt, chỉ chốc lát nó đã trở thành một cái kén màu vàng, không còn sức vùng vẫy. Vọng tâm này hình như cũng không được dốc sức đào tạo, mà giống cái loại vô tình sinh ra, không có quy củ gì, làm việc hoàn toàn dựa vào bản năng. Hà Thành đánh giá cái kén màu vàng trước mắt, nói với Cố Bình: để lát nữa em lôi chi nhớ của nó còn chưa tiêu hóa hết ra, anh nhìn kỹ xem có hình ảnh nào có thể liên hệ với bốn người kia không. Cố Bình gật đầu, nhưng không thể đánh thức hắn dậy hỏi thẳng luôn sao? Vô dụng. Hà Thành lắc đầu. Ý chí hắn yếu đuối, cho dù thoát khỏi vọng tâm cũng không muốn thừa nhận thực tế. Trong mơ hắn tài giỏi xuất chúng cỡ nào, trên thực tế lại tầm thường như thế. Một kẻ u mê không có ý chí như hắn, dù anh hỏi hắn cũng không trả lời rõ ràng. Trong lúc nói chuyện, những hình ảnh đã bắt đầu xuất hiện trên vỏ kén. Cảnh tượng xảy ra trên đó đều là giấc mơ Đỗ Viễn từng mơ, và cả những đoạn ngắn trong thực tế được hắn ghi lòng tạc dạ, nay đã trở thành tâm ma trong tim. Hết chương 15. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta cùng đón nghe sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.